Sáng nay ngày 23 tháng 12, Trường Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Cục Báo chí, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk đã tổ chức khóa tập huấn tổ chức thông tin bằng hình ảnh báo chí trên các loại hình truyền thông tại Đà Nẵng cho gần 30 phóng viên và biên tập viên ảnh đến từ cơ quan báo chí trên cả nước. Với sự tham gia của Thạc sĩ Nguyễn Trọng Chính, Phó Tổng biên tập Báo Ảnh Việt Nam, Tổng tấn xã Việt Nam, khóa tập huấn được tổ chức nhằm trang bị kiến thức cơ bản của nhiếp ảnh, cập nhật xu thế ảnh báo chí hiện nay qua việc lựa chọn nội dung, phương tiện và hình thức trong tác nghiệp ảnh đang phổ biến ở các hãng thông tấn trên thế giới, các hình thức thể hiện sử dụng tin ảnh hay phóng sự ảnh. Ngoài ra, khóa tập huấn còn giúp học viên bổ sung khả năng phát hiện vấn đề, thông tin trên báo bằng ảnh và thực hiện các phóng sự ảnh, thể loại vinh danh những câu chuyện ảnh, khả năng thuyết trình, phân tích các tác phẩm ảnh báo chí, biên tập ảnh, khả năng nhìn nhận và đánh giá được cách thông tin hiệu quả bằng ảnh trên báo chí. Hiểu được công việc phóng viên ảnh, biên tập ảnh tại các hãng thông tấn và cơ quan báo chí hiện nay, nghiên cứu các dự án ảnh, biên tập, chú thích ảnh và tổ chức lại kho lưu trữ hình ảnh của mình.